Ở Mỹ Tho tụi mình làm chân mày và phun môi ở đâu? Mình đang ở đường Lý Thường Kiệt, ngay ngã ba đèn xe đèn đỏ đầu đường Chợ Đêm. Chạy về hướng đi Trung Lương, chạy thẳng nhìn bên tay phải các bạn sẽ thấy một ngôi chùa rất là lớn là chùa Pháp Bảo Tự. Rồi tới khúc này chạy chậm chậm cặp bên hông chùa chạy vô cái đường hẻm. Bên tay trái chúng ta sẽ thấy đường hẻm đầu tiên, bỏ đường hẻm này, đường hẻm kế tiếp, đường hẻm thứ hai nha. Ngay cái chỗ xe đậu này nè có cái bảng Linh Rouse. Rồi chạy vô tí xíu thôi bên tay phải là thấy tiệm rồi. Tiệm này nằm ở số 716/1 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Thường là mấy dịch vụ phun xăm mài hay môi thì các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ và quan trọng là phải đặt lịch trước. Có bảng ghi giá rất là cụ thể về các gói dịch vụ ở đây. Hôm nay mình sẽ làm phun môi, còn chồng mình thì làm chân mày. Đầu tiên là phải làm thỏa thuận trước cái đã, sau đó bắt đầu lên lầu nè, rồi nằm xuống kiểm tra tình trạng môi. Tiếp theo là cái bước ủ tê. Lần một là bôi ngoài viền môi xíu nè, lần thứ hai là bôi ở trong lòng môi. Sau khi ủ tê thì sẽ bắt đầu đo và vẽ dáng môi. Khi mà ủ tê cho đến quá trình phun, cái môi mọi người sẽ cảm thấy là nó sưng lên nè, nó hơi tê tê. Cái gói của mình làm là gói Master 4 triệu, là của chị Linh làm cho mình luôn á, đã bao gồm khử thâm môi và phun môi. Mấy bạn hỏi trong quá trình làm mình cảm nhận như thế nào thì mình xin nhấn mạnh là nó không hề đau và mình ngủ được mấy giấc luôn. Làm môi của mình thì khoảng 1 tiếng mấy đến 2 tiếng. Sau khi mình làm xong thì tới chồng mình làm chân mày, cũng theo cái trình tự như là làm giấy thỏa thuận, rồi lên nằm để ủ tê và đo dán chân mày. Do là chân mày có hai bên cho nên thời gian sẽ làm lâu hơn làm môi, và chân mày nam nó lại to hơn chân mày nữ nữa, cho nên mất một khoảng thời gian nữa, tầm khoảng 2 tiếng mấy. Chồng mình thì rất là sợ đau và đặc biệt là cực kỳ sợ kim. Lúc leo lên nằm vậy đó tôi cũng hù mấy quận, cũng sợ sợ lắm. Mà ủ tê lên cái đo đo hồi cái ông ngủ mất tiêu hả mọi người. Nè nè, cái khúc này là ngủ nè, êm quá ngủ luôn. Mặc dù là cái kim nó nhịp lên nhịp xuống nhưng mà vẫn ngủ o o. Sau khi làm cái này xong thì các bạn sẽ có khoảng thời gian dặm riêng. Chẳng hạn môi thì sau 2 tháng rưỡi nữa mình sẽ dặm lại một lần, và chân mày thì 1 tháng. Khi các bạn làm xong thì xuống nhân viên sẽ dặn dò kỹ lưỡng. Đối với môi của mình thì có cho thuốc và son dưỡng, còn bên chân mày thì sẽ cho thêm thuốc để về bôi và cái tờ bảo hành kèm theo quá trình môi mài của mình qua từng thời gian. Ngày thứ 2 thì môi tôi cũng đã bong gần hết rồi. Tôi thoa cái tuyết mà tiệm đưa cho nè. Sáng ngày thứ 3 thì môi cũng đã bong hết và tôi đang thoa son dưỡng. Chiều hôm đó tôi sắp xếp ghé tiệm để bôi collagen miễn phí. Nói chung là khi làm mài môi ở đây thì các bạn chỉ mất chi phí ban đầu thôi, sau đó thì không phát sinh thêm chi phí nào ở tiệm hết, và tất cả mọi thứ nhân viên đều dặn rất là kỹ. Trong tháng 7 này thì dịch vụ master sẽ giảm 10%, còn của chuyên viên thì sẽ giảm 20%, cho nên các bạn có làm thì tranh thủ đi làm sớm sớm, nhưng mà nhớ phải đặt lịch trước nha. Nếu bình thường thì tiệm sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nếu mà khách có đặt lịch tối thì tiệm vẫn đợi, bởi vậy nhớ phải đặt lịch trước nha. Clip đến đây thì cũng hơi dài rồi, tụi mình sẽ nói kỹ hơn vào những clip sau, mọi người nhớ theo dõi nha. Còn bây giờ thì bye bye.